chào anh em đã quay trở lại với kênh Techside TV. Và hôm nay bên cạnh tôi là một khách mời vô cùng đặc biệt, bạn Mai Quang Nam. Bạn ấy được biết đến với cạnh danh là Osset, chủ nhân của hai ca khúc đó là Người Âm Phủ và Củ Lạc mới đây nhất. Thì xin chào Nam, bạn có thể giới thiệu bản thân mình được không? Chào tất cả khán giả của Techside TV. Mình là Nam, hôm nay mình 21 tuổi. Gần đây thì mình được mọi người trên mạng biết đến với cạnh danh là Osset. Và hôm nay đến đây thì anh có cái sự kỳ vọng gì đối với bạn Osset không? Ngày đến đây có một cái nhất là lúc này thì mình trông chờ vào kiểu tóc của mình sẽ có một cái gì đổ hơn, một cái gì để đổi mới trong phong cách của mình. Thì trước đây phong cách của mình nó hơi trần phương, hơi công an nghiêm túc, đúng không? Hôm nay mình muốn có thể một cái gì nó đột phá, sự dân chơi hơn, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem anh Nam sẽ thay đổi kiểu tóc như thế nào. Đi cùng với em trên một đoạn đường dài, chỉ mong được một lần nắm tay rồi là đi đến sáng mai. Chuyện anh nói đó phải ngày một ngày hai, nếu như em gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi. Cuộc tình em sắp tới cho mình. Và xin cảm ơn anh.